người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Các hoạt động sản xuất kinh doanh thiết yếu được hoạt động bao gồm buôn bán lương thực thực phẩm, khám chữa bệnh, cấp cứu, dịch vụ tang lễ, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn bán lẻ, sổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú. Các hoạt động sản xuất kinh doanh trên đây được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch như yêu cầu 5K, trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang đi về. Kính chào và mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 14 tháng 9 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo các cơ quan tư pháp Trung ương và Bộ Công an về triển khai kế hoạch giải quyết hồ sơ án tử hình theo đúng quy định của pháp luật. Lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ. Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị và tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đáp ứng trong điều kiện cho phép, nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc làm việc với Đại sứ Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nghiệp kết nối trực tuyến với hàng chục doanh nghiệp Hàn Quốc.